Nhân dịp cuối năm, giải bóng đá doanh nhân Sài Gòn do công ty cổ phần bảo hiểm Phú Hưng PAC cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Quang Fuso đồng tổ chức đã được khai mạc vào tối ngày 15 tháng 12. Đây là giải đấu giao lưu hữu nghị khi mà các cầu thủ là những nhân sự của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Tham gia giải lần này có sự góp mặt của các đội bóng đến từ hai doanh nghiệp tổ chức giải, đồng thời cũng có sự góp mặt của câu lạc bộ nghệ sĩ là đội bóng Chân Tình của ca sĩ Lâm Vũ. Thông qua giải đấu, công ty cổ phần bảo hiểm Phú Hưng đã thể hiện một trong những giá trị cốt lõi là hướng tới các hoạt động cộng đồng, xây dựng tinh thần đồng đội, tình bạn bè, hữu nghị và giao lưu học hỏi. Bảo hiểm Phú Hưng mong muốn tạo cho nhân viên một sân chơi lành mạnh, cùng cơ hội gặp gỡ các đối tác trong nhiều lĩnh vực nhằm trao đổi những kinh nghiệm không chỉ trong thể thao mà còn trong các công tác chuyên môn khác. Sau giải đấu chắc chắn sẽ có nhiều khoảnh khắc sôi động khó quên cùng với các mối quan hệ hợp tác lâu bền giữa các doanh nghiệp tham dự giải. Bên cạnh việc mang lại một sân chơi lành mạnh và rèn luyện thể chất, giải bóng đá phong trào doanh nhân Sài Gòn 2016 còn là nơi gặp gỡ giao lưu giữa các doanh nhân đang công tác và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như những đối tác của các công ty và nhà đồng tổ chức Bảo hiểm Phú Hưng.